xin phòng đúng ạ. Ngày bây giờ tưởng là thứ 8 là có khách hàng ạ. Ok. Rồi em kia. Dạ, bác sĩ được đêm là nhiều quá, chứ giờ là tới 8 giờ ừ. Chưa được không? Đó, em làm xuống đi. Đó, em làm xuống. Em có cảm giác đau đớn gì không? Tác hoài không nha? Đi cao cây thôi à, chứ không có... À, nhịp được giờ hát cây thôi. Tức là không thuộc lời á. Sao không được không thế? Giờ là không thuộc lời mà. Sao ra mấy giờ nghe đi? Hát một đôi này hò hò nãy đó. Em hát ra hay bài gì vậy? Bài gì vậy? Bài gì vậy? Giờ tới nghe bài chọn này không? Khúc thôi, khúc thôi, không cần phải hát gì đâu. Em ơi suốt đêm khao khát vì em. Vì em, đó.